thưa quý vị và các bạn sự việc ông lê thanh thản chủ tịch của tập đoàn mường thanh vừa bị công an hà nội khởi tố về tội lừa dối khách hàng đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận xã hội Ông Thản bị cáo buộc liên quan sai phạm tại dự án trung cư Bermes ở khu đô thị Kiến Hưng, Hà Nội. Vì xây dựng trái phép nên một hệ quả tất yếu là hàng loạt người mua nhà tại đây đang phải mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ. Và sai phạm kiểu như trên không chỉ xảy ra với các dự án của ông Lê Thanh Thản ở Hà Nội mà còn xuất hiện ở Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều địa phương khác nữa. Điểm chung của chúng là sai phạm do doanh nghiệp và một số cán bộ gây ra, thế nhưng người dân lại là những người gánh chịu hậu quả. Và trước khi bàn luận rõ hơn về câu chuyện này thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tổng hợp ngắn của chúng tôi. Tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại BMS ở Hà Đông theo thiết kế được phê duyệt hai tòa gồm CT6A và CT6B. Song chủ đầu tư đã tự ý xây thêm tòa CT6C. Hậu quả là hàng trăm hộ dân đã mua nhà nhưng không thể được cấp sổ đỏ. Trước đó, dự án 8B Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội được nhắc tới như một điển hình của sai phạm trong xây dựng khi tự ý xây thêm tầng tăng chiều cao tới 19 m Nhiều dự án cao ốc khác cũng tự ý nâng số tầng hoặc chuyển đổi công năng tầng kỹ thuật thành căn hộ để bán, thậm chí làm thủ tục tăng thêm số tầng. Chẳng hạn như dự án Tân Bình Apartment ở thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Sakura Tower số 47 Vũ Trọng Phụ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án chung cư số 143, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân. Sau tất cả, các doanh nghiệp chỉ bị phạt hành chính với số tiền rất nhỏ so với giá bán căn hộ cán bộ để xảy ra sai phạm thì chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo. Còn người dân thì mất tiền, mất thời gian mà chưa biết bao giờ mới được nhận nhà và sổ đỏ. Thưa quý vị, vừa rồi là một tổng hợp ngắn của chúng tôi về một loạt những sai phạm trong xây dựng và để có thể bàn luận rõ hơn về câu chuyện này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin kính chào quý khán giả của VTC14. Vâng, xin được cảm ơn giáo sư đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. À, thưa giáo sư, trước tiên thì giáo sư có thể chia sẻ là ông nghĩ như thế nào về hàng loạt những sai phạm đang tồn tại ở các công trình xây dựng mà chúng tôi vừa đề cập trong tổng hợp ngắn vừa rồi? Và đây có phải là một tình trạng phổ biến ở Hà Nội cũng như các địa phương khác hay không ạ? Ừ, các sai phạm hiện nay thì chúng ta thấy rằng là như cái dạng của 8B Lê Trực, tức là là cho một cái tòa nhà đấy thì xây dựng rộng hơn và cao hơn. Tức là có cái gian lận về mặt không gian. Nhưng mà đồng thời là thí dụ như ở kiến Hưng thì chúng ta thấy là cho hai xây ba, hoặc như là HH Linh Đàm chẳng hạn thì cho bốn mà xây đến mười mấy chẳng hạn, thì nó lại là ở chỗ là lừa đảo hẳn một 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 tòa nhà và như vậy thì chúng ta thấy ở đây có thể thấy rằng chúng ta vừa nói đến một vài điển hình nhưng mà nó khá phổ biến, dạng mà rộng hơn và cao hơn ấy, là gần như chúng ta thấy rằng có thể chỉ ra ở rất nhiều nơi. Thế còn cái dạng mà xây thêm hẳn một hai tòa uh, thì có lẽ là cũng 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 đã được chỉ ra. Nhưng mà uh, nếu chúng ta tìm hiểu thì cũng có thể thấy ở một vài nơi khác nữa. Uh, nếu mà chúng ta chịu khó uh, điều tra kỹ lưỡng. Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường rất nhiều Bà. những cái sai phạm ở trên thành phố Hà Nội nói chung, à nói riêng Bà. cũng như là các địa phương khác nói chung đúng không ạ? Và trước tiên thì chúng tôi muốn bàn tới trách nhiệm của doanh nghiệp. À, vậy thì theo ông tại sao các doanh nghiệp họ lại dám làm những cái việc sai phạm như vậy và phải chắc là họ không sợ bị phạt? Ừ, tôi cho rằng là kết luận về cái này thì tất nhiên là phải có chứng cứ về chuyện là tại sao doanh nghiệp lại làm như vậy thế mà theo cái logic quản lý thì ở đây nó xảy ra một cái hiện tượng là thế này thôi doanh nghiệp thì làm làm sai có ý đồ cơ quan quản lý thì không thực hiện cái trách nhiệm quản lý của mình và cuối cùng thì người dân chịu thiệt thòi và như vậy ở đây tôi cho rằng là bây giờ chúng ta luận tội doanh nghiệp thế nào chủ đầu tư đó thế nào là cả một vấn đề lớn thì tôi tôi cho rằng những cái những cái bất động sản mà được hình thành không phù hợp pháp luật mà căn cứ vào giấy phép hoặc quy hoạch chi tiết một phần 500 thì chúng ta đều có thể nói rằng những hàng hóa bất động sản đó là hàng lậu. Bởi vì chúng ta biết hàng hóa là có mức độ là lậu, nó thật nhưng mà không được hình thành, không được giao dịch đúng pháp luật. Nó giả, tức là in sách ta vẫn gọi sách lậu nhưng sự thực là sách giả. Tức là là hàng hóa nhưng mà nó 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 giả hoặc là chúng ta có làm chai rượu như rượu dởm chẳng hạn và cái thứ ba nữa là hàng hóa ma tức là không có hàng mà cứ bán thì như vậy nó có ba cái mức độ đó mà bộ luật hình sự thì quy định là tất cả những cái xử phạt tất cả những loại đó trừ khi nó là những hàng hóa bé tí thì chúng ta có thể là chỉ xử phạt hành chính còn thì tất cả những cái hàng hóa mà cỡ lớn thì đều chắc chắn là thuộc khung hình sự bởi vì đây là tội lừa dối bất kỳ dạng lậu dạng ma hay là dạng giả chẳng hạn thì đều 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 là đều là lừa dối mắc tội lừa dối có ý đồ chứ không phải là do uh, bất ngờ hoặc là do một cái gì mà tôi sơ ý chẳng hạn không phải thế nhưng mà tại sao nó lại lọt qua mắt của tất cả các cán bộ quản lý mà nhiều khi tôi biết rằng có doanh nghiệp là nói năm vừa rồi là bị bị thanh tra đến 10 lần mà xong vẫn cứ đứng yên hàng hóa bất động sản lậu vẫn cứ nằm tại chỗ và vẫn cứ bán cho người dân thì như vậy ở đây là chỉ có cách là đặt vấn đề là thanh tra nhiều nhưng không phát hiện mà qua vụ ở uh, uh, Vĩnh Phúc của thanh tra xây dựng đấy thì chúng ta biết rằng chắc chắn là phải có vấn đề gì gắn với tham nhũng bôi trơn thì mới 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 chót lọt lọt qua tất cả rất nhiều cuộc thanh tra nhưng mà vẫn đứng yên. Vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng chưa đủ căn cứ để có thể kết luận 100% là như vậy. Nhưng cái logic quản lý thì dẫn chúng ta đến một cái việc là chắc chắn phải có bôi trơn thì mới dẫn ra cái hiện trạng như thế này Dạ vâng, ông cũng vừa đề cập tới một vấn đề mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người dân cũng đang cảm thấy rất bức xúc Khi mà rõ ràng là những sai phạm thì cứ lù lù trước mắt đúng không ạ? Vâng. Và thậm chí là có cả những tòa nhà được xây thêm như vâng. vậy Mà cơ quan quản lý thì vẫn cứ bỏ qua giống ừ, như là một lỗ hồng Và vẫn được bán cho dân Dạ vâng <laughs> Thậm chí nhiều nơi còn được cấp giấy chứng nhận nữa Dạ vâng, à, thế nhưng mà không phải là ai, những người dân nào ở những cái Tòa nhà sai phạm này cũng được cấp sổ đỏ đâu ạ? Vâng. Có rất nhiều người dân họ vẫn đang chờ và họ không được cấp sổ đỏ sau nhiều vâng. năm đã mua cái căn nhà đó rồi. Và rõ ràng là những sai phạm từ phía doanh nghiệp, những cái lỗ hổng từ phía cơ quan quản lý thì để lại một cái hậu quả rất lớn mà người dân phải chịu. Vâng. À, vậy theo ông thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết và đảm bảo được quyền lợi cho những người dân này? Tôi cho rằng là uh, theo theo bộ luật dân sự ấy, thì chúng ta có một quy định là khi người dân tham gia vào các giao dịch mà không biết rằng hàng hóa trong giao dịch đó là hàng bất hợp pháp thì được gọi là giao dịch ngay tình và cái người mà có cái hàng hóa bất hợp pháp đó phải chịu trách nhiệm giải quyết những cái lợi ích của người dân thế thì tôi cho rằng trong tất cả những trường hợp này chúng ta cần có một cái gọi là một cái đợt gia quân để xử lý tận gốc những cái hàng hóa bất động sản mà dưới dạng lậu dưới dạng giả dưới dạng ma ờ, thế thì rất dễ thôi tức là chúng ta thấy rằng tất cả những cái hàng hóa đó đều được gọi là bất hợp pháp tất cả mọi giá trị giao dịch của nó nhà nước tịch thu. Thì như vậy nó dẫn đến hai dẫn đến một cái hệ quả thứ nhất là là chủ đầu tư là không dám làm làm giả, làm lậu nữa. Cái thứ hai là người dân mà theo quy định của bộ luật dân sự hiện hành là sẽ nếu mà giao dịch được gọi là ngay tình đối với lại hàng hóa bất hợp pháp thì thì có nghĩa là người dân vẫn được nhà nước thừa nhận miễn là nhà nước tịch thu toàn bộ giá trị tài sản được hình thành trái pháp luật và người dân thì được thừa nhận chỉ còn cách đó chứ không không còn cách nào khác cả là bởi vì không thể để nhà đầu tư lần ngồi trên đầu dân để thu lợi bằng những cái hàng hóa được hình thành hàng hóa bất động sản được hình thành bất hợp pháp. Thế nhưng đồng thời là là sau đó thì người dân sẽ phải được thừa nhận là vì can dự vào những cái giao dịch ngay tình, người ta không biết, người ta thấy bán thì người ta mua. Thế thì còn tất nhiên là trong tương lai chúng ta cũng cần phải xem xét cái cơ chế gọi là bán các cái bất động sản hình thành trong tương lai mà chúng ta vẫn gọi là bán nhà trên giấy thì chỉ có thể được phép của cơ quan quản lý mới được bán bởi vì đây là không phải là hàng hóa thật mà là hàng hóa được hình thành sau này mới được hình thành thì tôi cho rằng đấy là cái mà cần cải tiến tức là cần đổi mới trong hệ thống pháp luật rất nhiều người dân cũng đang rất là mong chờ sẽ có được những câu trả lời chính thức từ phía các cơ quan quản lý nhà nước để họ có thể là đảm bảo và yên tâm rằng là ngôi nhà mình đã bỏ tiền ra mua thì mình có thể có quyền được cầm giấy chứng nhận sử dụng đất cũng như là có quyền được ở đó một cách hợp pháp đúng không ạ? Dạ. Và chúng ta cũng rất mong rằng là trong thời gian tới thì sẽ có cái phản ứng tích cực từ phía cơ quan chức năng để giả soát lại và kiểm tra cũng như là thắt chặt nghiêm ngặt hơn nữa để Vậy. tránh những cái sai phạm trong công trình xây dựng còn để tiếp tục xảy lại. ra ở Hà Nội. À, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng Vậy. tôi. Xin cảm ơn. Và vâng thưa quý vị, và cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.